Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hóng Cbiz. Các bạn thân mến, thời gian gần đây có rất nhiều bộ phim ngôn tình được lên sóng và nhận được sự quan tâm từ đông đảo các mọt phim. Để không bỏ lỡ những bộ phim mới hay nhất hiện nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong video sau đây nhé! Một, Đi Đến Nơi Có Gió. Khác với những bộ phim hiện đại lấy bối cảnh là các thành phố lớn hoa lệ, thì Đi Đến Nơi Có Gió là lựa chọn làng Vân Miêu, Đại Lý, Vân Nam để triển khai câu chuyện. Nội dung của phim kể về Hứa Hồng Đậu, Lưu Dược Phi sau khi bạn thân qua đời và gặp nhiều bế tắc trong công việc, cuộc sống thì cô đã quyết định đi đến làng Vân Miêu để nghỉ ngơi, điều chỉnh lại bản thân. Ở đây, Hứa Hồng Đậu đã gặp được Tạ Chi Giao, Lý Hiện, chàng trai từ bỏ công việc lương cao ở thành phố để quay về lập nghiệp tại quê hương. Thấy được sự lương thiện và nghiêm túc của Hứa Hồng Đậu, Tạ Chi Giao đã mời cô ở lại giúp đỡ người dân địa phương phát triển du lịch, dịch vụ và khiến họ có thêm động lực. Để rồi chính điều này là cầu nối khiến Hứa Hồng Đậu và Tạ Chi Giao nảy sinh tình cảm, viết nên một câu chuyện nhẹ nhàng vùng thôn quê. Nói chung, Đi Đến Nơi Có Gió vẫn là một bộ phim theo hướng chữa lành, bình dị và nhẹ nhàng, nên e rằng sự kịch tính sẽ không được khắc họa nhiều. 2. Thời gian và anh vừa hay đúng lúc. Phim kể về câu chuyện cô thiếu nữ lầm tích bướng bỉnh, đáng yêu, cố ý tiếp cận thánh học giỏi, nham hiểm, Quý Quân Hành. Từ theo đuôi, dần dần trở thành bạn bè, hai người nảy sinh tình cảm với nhau, cùng nhau trưởng thành. Trong khoảng thời gian ấy, họ không những có thêm nhiều người bạn tốt mà còn thực hiện được ước mơ của chính mình, thể hiện giá trị bản thân trong cuộc sống. 3. Em Là Ngôi Sao Vĩnh Hằng Của Anh. Em Là Ngôi Sao Vĩnh Hằng Của Anh kể về Lục Vũ Hằng, Đồng Mộng Thực thủ vai, là một chuyên gia công nghệ Internet với tính cách lạnh lùng, đồng thời là một người dẫn chương trình thể thao điện tử. Người đã bị các cơ quan quản lý đưa vào danh sách đen vì những yêu cầu khắt khe của anh ta. Anh ấy đã âm thầm làm việc để nuôi dưỡng những tài năng công nghệ mạng xuất sắc và hướng dẫn những người trẻ tuổi điều chỉnh các giá trị của trò chơi. Nữ chính Lâm Tiểu Địch, Tưởng Y Y thủ vai, là một bậc thầy thủ công mỹ nghệ, lạc quan và dũng cảm, yêu văn hóa Trung Quốc và văn hóa Hán Phục. Cô đã nỗ lực quảng bá văn hóa Hán Phục trên toàn thế giới và trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Cả hai tình cờ gặp nhau và liên tục làm quen nhau vì mục đích riêng của họ. Lục Vũ Hằng có mưu tính riêng và chỉ số IQ cao, còn Lâm Tiểu Địch lại có tính cách lập dị. Sự khác biệt về tính cách và thói quen sinh hoạt khiến cuộc sống hàng ngày tràn ngập tiếng cười và sự dễ thương. 4. Tình Yêu Không Tên. Lộc Hồi, Đoàn Áo Quyên thủ vai, là cô gái sinh ra với chứng mù mặt nặng và quen giữ khoảng cách với người lạ. Lãng Thừa Châu, Trần Bắc Hào thủ vai, là một sinh viên trao đổi quốc tế tại Đại học Đức Thành, đã giúp Lộc Hồi, người đang bị nghi ngờ đạo văn. Trong ngày đầu tiên trở lại trường, không ngờ anh đã bị Lộc Hồi 3 lần chạm mặt soái ca mà không nhận ra. Anh không kiềm chế được, mà rơi vào sự nghi ngờ bản thân sâu sắc. Lãng Thừa Châu thề sẽ khiến Lộc Hồi ngã khuỵu trước sự quyến rũ của mình, nhưng sau lại bị lay động bởi sự thẳng thắn, chân thành, lạc quan và tốt bụng của Lộc Hồi, tự đổ trước trong quá trình tiếp cận Lộc Hồi. Lãng Thừa Châu trang bị toàn lực, phát động nhiều cuộc theo đuổi Lộc Hồi cực kỳ nhiệt liệt. Sau khi phát hiện ra bí mật về việc Lộc Hồi bị mù mặt, anh trở thành bạn trai hiệp sĩ bảo vệ Lộc Hồi và cố gắng hết sức để Lộc Hồi mù mặt nhớ đến anh. Vô tình thế nào, anh đã trở thành người đặc biệt trong mắt Lộc Hồi. Như thế, đó là sự dẫn dắt bí mật của số phận. Hai người có duyên phận từ sớm đã yêu nhau, một bộ phim tình yêu trời định với bao éo le đã được lên sóng như thế. 5. 3 Ngày Để Yêu Em. Phim kể về tổng tài bá đạo Thiền Nhất Phàm, Trịnh Nghệ Bân thủ vai, mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Chỉ cần tiếp xúc thân thể 5 giây là có thể biến thành hình dáng của người khác, 3 ngày sau mới có thể biến trở lại thành chính mình. Nhưng tình cờ anh phát hiện ra rằng nụ hôn của cô gái bình thường, Hạ Lạc Lạc, Đàm Diêm Diêm thủ vai, cô gái có tính tình lập dị hay lo lắng vô cớ, lại có thể giúp Thiền Nhất Phàm thoát khỏi chứng bệnh này. Anh xem cô như là liều thuốc giải đáng quý, tìm mọi cách giữ cô bên mình và yêu Hạ Lạc Lạc từ lúc nào không hay. 6. Hóa Ra Là Anh. Hóa Ra Là Anh kể rằng trong giải đấu trường đại học Sai Thượng, môn judo sắp diễn ra trận tranh chức vô địch. Nữ thí sinh Nguyên Lai là Dự Đồng thủ vai, 19 tuổi, đến từ Đại học Thâm Nam, trở thành tâm điểm của sự chú ý sau sự kiện giành tấm huy chương vàng mới. Cùng lúc đó, thiên tài bơi lội Giang Cố Nam, Trương Hân Duệ thủ vai, đang trong trung tâm đào tạo ở Úc, bị giảm điểm do liên tục thất bại. anh trở lại Đại học Thân Nam trong sự tiếc nuối. Một người là ngôi sao đăng lên của ngày mai, còn người kia là thiên tài cô độc rơi vào hố sâu. Hai người không có điểm chung trong cuộc đời lại gặp nhau vì một sự cố lầu ly kỳ. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ của họ không hề lãng mạn và đẹp đẽ như chuyện cổ tích, mà ngược lại, nó giống như tia lửa điện giáng xuống mặt đất, từ đó bắt đầu con đường thâm cung bí sử, ngoài tầm kiểm soát. Sau khi cùng nhau trải qua mọi chuyện, tình yêu khiến họ trở nên tốt đẹp hơn. 7. Với tôi, anh ấy là người nguy hiểm. Đối với tôi, anh ấy là người nguy hiểm, kể về câu chuyện tình yêu cảm động và ấm áp của bộ đôi Thẩm Mạn Ninh, Lý Mặc Chi thủ vai và Nghiêm Tinh Trình, Phan Trị Hân thủ vai. Thẩm Mạn Ninh một lòng tìm kiếm sự thật về vụ án chưa được giải quyết nhiều năm. Đồng hành với cô là anh chàng Nghiêm Tinh Trình, luôn đi đầu bảo vệ, giúp đỡ, tận tình chăm sóc Thẩm Mạn Ninh. Tình chớm nở đẹp như hoa xuân, liệu sự thật vụ án có khiến họ chia lìa? 8. Tình yêu đương bên hồ. Phim kể về câu chuyện tình yêu đầy hài hước và hết sức lãng mạn của Ninh Tuế, Vương Tử Phi thủ vai và Cố Thâm, Đồng Tử Hàm thủ vai. Cả hai vì chuyện cha mẹ họ thúc giục họ kết hôn, vì vậy lập nên bản hợp đồng, từ bạn học trung học trở thành vợ chồng chung sống dưới một mái nhà. Trong thời gian chung sống, họ dần dần có tình cảm với nhau, nhưng lại phát hiện ra đối phương thực chất là kẻ thù làm ăn, phiên bản gián điệp của bản tình ca đầu tiên, và sau đó là tình yêu diễn ra, họ dần xa vào lưới tình vướng víu, buộc chặt cả hai lại gần nhau. 9. Di ái vi danh. Nội dung phim được khán giả rất mong đợi khi kể về câu chuyện giữa nữ phóng viên kinh tế Trịnh Thư Ý, Bạch Lộc và thương nhân tài bà Thầy Yến, Vương Hạc Đệ. Đang trên đà sự nghiệp thăng hoa nhờ thực lực của mình, Thư Ý rất mong muốn giành lấy vị trí trang đầu xuất bản nên đã nỗ lực hết mình để giành lấy cơ hội phỏng vấn độc quyền tổng tài Thầy Yến của Minh Dự Vân Sang. Từ lần gặp gỡ đó đã để lại cho cả hai ấn tượng sâu sắc về đối phương. Thông qua sự nghiên cứu kỹ lưỡng của Thư Ý về các ngành nghề khác nhau, cô đã viết rất nhiều bài báo khách quan. Thầy Yến cũng không ngừng tìm kiếm những ý tưởng khởi nghiệp, chất lượng cao, có tính trách nhiệm với xã hội để đầu tư, hy vọng có thể dùng hết sức của mình để cống hiến cho xã hội. Thầy Yến phát hiện quan điểm được truyền đạt từ những bài báo của Thư Ý rất tương đồng với anh, nên đã đồng ý chấp nhận lời mời phỏng vấn quá trình khởi nghiệp của Minh Dự Vân Sang. Trịnh Thư Ý cùng với Thầy Yến phân tích nghề nghiệp, thảo luận quan điểm thông qua phương tiện truyền thông nhằm cung cấp những thông tin tài chính mới nhất cho độc giả. Trong quá trình đầu tư và phỏng vấn, cả hai cũng gặp phải không ít khó khăn và thử thách. Hai trái tim dần giao thoa, tìm thấy sự đồng điệu và dần gần gũi hơn. Sau cùng, trang web thông tin nghề nghiệp của Trịnh Thư Ý cũng được cô hiện thực hóa, trong khi Thầy Yến dẫn dắt công ty hoàn thành rất nhiều dự án đầu tư. Bao nhiêu cố gắng, cả hai đều tạo nên một vùng trời riêng cho sự nghiệp của mình, đồng thời cũng tìm được hạnh phúc thực sự trong tình yêu đôi lứa. 10 là top 9 bộ phim ngôn tình hiện đại hoa ngữ mới hay nhất hiện nay. Bạn yêu thích bộ phim nào nhất? Đừng quên để lại comment cho chúng mình cùng biết nhé. Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Hóng Cbiz để không bỏ lỡ những bộ phim hoa ngữ mới nhất nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!